Hôm nay, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái mặc đồ Grab ngồi bên đường ôm mặt khóc nức nở đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, cô gái chạy Grab bay sau khi chở khách đến khu vực chợ đã bị đối tượng lừa những chiếc điện thoại rồi biến mất. Sau một hồi đứng chờ bên ngoài không thấy vị khách trở ra thì nữ tài xế xe công nghệ mới phát hiện mình đã bị lừa. Cô gái hoang mang chẳng biết làm sao chỉ biết ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Lúc này, có một người đàn ông lại gần hỏi thăm về cho nữ tài xế mượn điện thoại để gọi điện cho người thân. Nó nói liên miên cái gì xong nó bảo là cho nó mượn máy để vào nó trong chợ nó chụp mà ui giờ mất điện rồi. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao. Nhiều người đồng cảm với nữ tài xế GrabBike khi đã nhẹ dạ bị lừa mất chiếc điện thoại, đồng thời khuyên mọi người nên cảnh giác.